Xin chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Hồ sơ bản vẽ HCG. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về công trình của nhà anh Lê Văn Bắc. Bên mình đang tư vấn kế cho anh ở xã Tiến Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa các bạn nhé. Thì bạn nào ở Nông Cống, Thanh Hóa các bạn có thể tới trực tiếp xã Tiến Lợi để các bạn xem. Công trình lần này bên HCG nó tư vấn thiết kế cho anh có cái kích thước là bằng 11,9 và chiều sâu của công trình là bằng 11,3 m các bạn nhé. Diện tích sử dụng công trình hiện nay đang là bằng 140 m², đấy là thông tin công trình. Công trình thì chúng ta bao gồm có 3 phòng ngủ ạ. Trong đó thì tất cả các phòng ngủ đi vệ sinh bên ngoài, một phòng khách. Phòng khách rộng 27,5 m², phòng ngủ 01 rộng 13 m² và phòng ngủ 02 là rộng 13 m², phòng ngủ 03 là 16 m². Và chúng ta có một khu bếp ăn là 25 m² ở khu vực bếp, sân sau, sân ướt. Kích thước khoảng 10 m² như quý vị các bạn nhé. Đấy là một số thông tin chung của công trình. Nhưng bây giờ thì Cường xin mời quý vị các bạn hãy cùng Cường tìm hiểu qua về phần hình thức. Sau đó là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái bộ hồ sơ bản vẽ của nhà anh Lê Văn Bắc ạ. Về phần hình thức công trình của nhà anh Lê Văn Bắc thì hiện nay kiến trúc HCG đang tư vấn thiết kế cho anh theo cái hình thức là mái Nhật với lại 4 mái cực kỳ là đẹp và sang trọng. Chiều cao của công trình bên mình đang làm là 3,9 m và đến dạ trần dưới ở mái thì nhô ra khoảng tầm 600 thưa quý vị các bạn nhé, lập ngói ra ngoài là 10 phân. Công trình nó sử dụng hai cái tông màu chính ở đây, đó chính là tông màu xanh ghi kết hợp với lại màu trắng và một cái màu giải màu nâu chạy xung quanh nhà thưa quý vị các bạn nhé. Đối với các cái tông màu nâu chạy xung quanh nhà thì nó sẽ làm cho cái công trình của nhà anh Lê Văn Bắc được khỏe khoắn và sang trọng. Còn là các cái phần liên quan đến các cái diềm chỉ màu trắng thì nó sẽ làm cho cái công trình của nhà anh nó sẽ tăng cái điểm nhấn hơn. Các cái đường sọc gạch ở giữa thân công trình nếu là màu trắng thì sẽ rất là nổi. Toàn bộ phần bên dưới thì là bên mình đang sử dụng là ốp gạch thẻ màu đen. Và lối lên bậc thì bên mình đang làm là 5 bậc như quý vị các bạn nhé. Đấy là một trong những cái hình thức kiến trúc của công trình. Còn trên màn hình của quý vị các bạn đây đó chính là phần liên quan đến hình ảnh cái 3D phần mái của ngôi nhà, để các bạn có thể là xem thêm cái hình ảnh 3D phần mái. Chúng ta có một phần mái kính ở đấy chính là cái lối đi vào cái khu vực phòng bếp. Khi mà bên HCG thiết kế cái phần này thì để chúng ta có thể là ngồi, nếu buổi chiều mà chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta có thể treo giỏ phong lan hoặc là chúng ta sẽ ngồi ở bên ngoài hiên để tán ngẫu những câu chuyện vui trong gia đình như quý vị các bạn. Đấy là về phần hình thức chung công trình. Về cái phần công năng 3D thì là bên mình xin phép là sẽ chia sẻ cho các bạn trên màn hình các bạn, đó chính là hình ảnh 3D công trình của nhà anh Lê Văn Bắc. Thì lối vào đấy chính là khung ra phòng khách và sau đó thì ba khung ra phòng ngủ, hai cụm vệ sinh thì chúng ta sẽ đi ở bên hông bên ngoài các bạn nhé. Và chúng ta sẽ có thêm là không gian kết nối giữa cái khu vực phòng bếp và phòng sau là cụm vệ sinh. Đấy là về cái công năng công trình. Còn bây giờ thì vừa rồi là Cường đã giới thiệu qua về phần công năng, về phần hình thức công trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cái bộ hồ sơ bản vẽ của nhà anh Lê Văn Bắc là nó sẽ bao gồm những gì, các cái hạng mục ra sao để cho các bạn có thể nắm bắt được và áp dụng trực tiếp vào trong cái khuôn viên, trong cái công trình của nhà mình. Một cái lưu ý cho các bạn là đây là bộ hồ sơ của nhà anh Lê Văn Bắc. Các bạn nào mà muốn sở hữu bộ hồ sơ này thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp với Cường hoặc là liên hệ với số điện thoại trên màn hình. Bộ hồ sơ của mình là bộ hồ sơ bản vẽ chi tiết nha quý vị các bạn nhé. Vậy nên tất cả các bản vẽ của HCG đều là bản vẽ đầy đủ kiến trúc, kết cấu, điện nước và 3D cho các bạn. Đấy, khi mà bên mình sẽ bàn giao cho các bạn hai bộ hồ sơ gửi về tận nhà thì là bên mình có ký đóng dấu của công ty, gửi kèm thêm cho các bạn các cái hợp đồng làm việc với lại các bác thầu xây dựng. Và nếu mà gia chủ nào mà chưa biết đọc bản vẽ thì bên mình còn gửi thêm cho các gia chủ về các cái video hướng dẫn đọc bản vẽ như quý các bạn nhé. Thì đấy là một số những cái thông tin mà bên mình muốn gửi cho các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái bộ hồ sơ này. Phần đầu bộ hồ sơ thì như lúc nãy Cường đã chia sẻ rồi, đó chính là toàn bộ các cái phần liên quan đến hình thức của công trình thì đều được bên mình sẽ ghi vẽ tất cả những cái góc, các cái phối cảnh này ra rất rõ ra như này để cho các bạn có thể nắm bắt được. Đây là các cái phối cảnh góc của công trình. Và chúng ta sẽ rất dễ hình dung nếu mà khi mà chúng ta nhìn vào cái phối cảnh mái của công trình như thế này để chúng ta hình dung cái công trình của chúng ta tốt hơn. Ở đây chính là cái khu vực phần 3D liên quan đến công năng công trình. Thì lúc nãy mình đã chia sẻ rồi. Còn các bạn nhìn đây đoạn này thì là gia chủ đang muốn đặt cái bàn thờ ở đây thôi nhé các bạn nhé. Còn nếu mà mình mà làm bàn thờ thì các bạn có thể làm bàn thờ treo đặt ở đằng trước này, vì cái ngôi nhà này thì không phải là thiết kế dùng để thờ cúng mà là gia đình chỉ mong muốn là có một cái bàn thờ đặt thôi.
là được thôi, vì là nhà anh cũng có anh là con thứ và bác trưởng cũng có nhà thờ, và thờ chủ yếu bên nhà bác trưởng các bạn nhé. Đấy là cái mà mình muốn lưu ý cho các bạn. Còn các bạn nào mà muốn mà biến cái không gian này trở thành không gian phòng thờ thì các bạn có thể là đẩy không gian lên bên trên này và mở sảnh ở bên hông chẳng hạn, thế thì chúng ta sẽ được thêm một phòng thờ bên trên này. Đấy là về cái mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. Còn trên bộ hồ sơ vẽ của bên mình ấy, thì sẽ đầy đủ tất cả các bản vẽ. Đầu tiên thì chúng ta có cái phần mà vẽ phần kiến trúc. Ở đây trên phần kiến trúc chúng ta có 27 bản vẽ, tất cả các bản vẽ này thì đều rất là rõ ràng đó. Và các bạn sở hữu bộ hồ sơ của bên mình thì bên mình sẽ đổi tên và đổi lại cái địa chỉ cho các bạn nhé các bạn nhé. Đó, và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái không gian tại sao chúng ta lại làm công trình của nhà anh Lê Văn Bắc như vậy. Về cái khuôn đất thì hiện nay là chiều sâu là 20, chiều rộng là 20, và một bên anh để lại để sau này nếu mà có chia cho các con thì là sẽ thêm một cái nhà bên hông nữa nha các bạn nhé. Còn bên trước này thì là toàn bộ là anh đang muốn làm nhà dịch ra về cái phía ngã ba đường. Thì đấy là cái công trình mong muốn của nhà anh Lê Văn Bắc. Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái phần công năng và phần kích thước để cho các bạn nắm bắt được. Trên phần công năng và phần kích thước thì cái mặt tiền công trình là bằng 11,9. Chiều sâu nhất của cái phần, đây là cái chiều sâu nhất của một cái hình vuông ngôi nhà là bằng 11,3. Cái đoạn đằng sau này, lối ra đằng sau là 2 mét. Còn tính cả sảnh là bằng 15,2 mét các bạn nhé, 15,2. Đấy, thì chúng ta sẽ nếu mà tính từ đằng sau ra đến đằng trước cả sảnh nó rơi vào khoảng tầm 13 mét. Thì đấy là về cái kích thước của công trình. Về phòng phòng khách, cái lưới ở phòng khách là 4,5 m, chiều cao chiều rộng là bằng 4,2 nhân với lại chiều rộng phòng khách là được 4,2 m, và phòng khách rộng là 27,5 m². Phòng bếp kết nối với phòng bếp đây là khu bếp ăn 25 m², ở phía đằng sau này là sân ướt, sân sau và WC. Đấy, chúng ta có cái sân sau ở đây. Phòng ngủ không một là được 13 m², rộng là 3,7, có hai cửa sổ mở ở đầu hồi. Phòng ngủ 02 cũng có hai cửa sổ và một thể mở thêm một cửa sổ 03. Đây cũng là ba cửa nhé các bạn nhé. Phòng ngủ 03 là có hai cửa sổ, một cửa sổ thôi. Và các cái phòng ngủ này thì phòng ngủ 03 là rộng nhất là được 16 m². Tất cả các phòng ngủ 01, 02 chúng ta chỉ được là 13 m². Thì đấy là một số những thông tin để cho các bạn nắm bắt được. Trên cái bộ hồ sơ bản vẽ thì cái phần công trình thì toàn bộ trần trong nhà thì là bên mình đang sử trần bê tông, còn trần bên ngoài thì là bên mình là trần thạch cao. Về cái phần mái, tổng cái diện tích của toàn mái, tính mái, mái chính là 176 m², mái sảnh là 21 m², và chúng ta có là tổng cái diện tích mái nó rơi vào khoảng 197 m². Chúng ta có số viên ngói dự kiến là rơi vào 1.773 viên. Đấy các bạn nhé, nó có thống kê của bên mình ghi chú rất rõ rồi. Để cho các bạn dễ dàng hình dung, dễ dàng làm. Hai nữa là vì kèo, cốt thép và đều có hết. Chúng ta nốt qua một số thông tin. Chiều cao dưới dạng trần dưới của công trình lần này là hiện nay mình đang để là bằng 3,8 m các bạn nhé, cả cái mái trên là 39. Chiều cao toàn mái là bằng 6,7 m. 1 2 3 4 5. Lối lên là 5 bậc. Ok. Và các bạn thấy được rằng tất cả các bản vẽ này đều rất là rõ. Các bạn nào chưa biết đọc bản vẽ thì các bạn có thể xem thêm các video hướng dẫn đọc bản vẽ của mình. Từ những cái đường chỉ này đều có con số hết, là 440, 440, 440, 30 đường chỉ, hay là các khoảng cách ra sao thì đều có hết ở trên cái bộ sơ vẽ của HCG. Chúng ta sẽ xem qua tất cả các bản vẽ khó này đều có cái mô phỏng 3D, cứ 2D được kết hợp với 3D để cho gia chủ là dễ hình dung dễ làm. Bản vẽ cửa là bản vẽ chi tiết, thế nên là chuẩn hóa về cái kích thước lỗ ban, các bạn yên tâm tất cả kích thước lỗ ban này thì đều được tra và được kiểm tra hết rồi. Các bạn có thể là vào trực tiếp kiến trúc HCG hoặc là vào phần thước lỗ ban HCG để các bạn tra nha các bạn nhé. Thì đấy là về một số cái thông tin. Tất cả các bản vẽ cửa thì đều có hết, không thiếu bản vẽ nào của các bạn đâu ạ. Rất nhiều bản vẽ hoa văn hoa sắt cũng có hết luôn cho các bạn. Chúng ta sẽ điểm qua một chút về phần kết cấu, nếu bạn nào mà sở hữu hồ sơ của bên mình thì các bạn biết được. Một cái lưu ý là như lúc đầu có nói rồi, hồ sơ bên HCG là hồ sơ chi tiết nha các bạn nhé, không phải là hồ sơ tiết kiệm hay là hồ sơ sơ bộ. Vậy nên các bạn sở hữu một cái hồ sơ này và chúng ta đi vào thi công, chúng ta làm thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất rất nhiều tiền. Đây là tôi chia sẻ thật sự với các bạn luôn. Thế còn làm sao mà để biết được tiết kiệm được chuẩn ý, thì các bạn cứ liên hệ mình sẽ chia sẻ sâu hơn nữa cho các bạn nhé các bạn nhé. Trên cái phần kết cấu này chúng ta có khoảng 25 bản vẽ đối với công trình nhà anh Lê Văn Bắc nha các bạn nhé, và chúng ta sẽ có chia ra thành từng cái phần của công trình một. Chúng ta sẽ điểm qua về cái móng đi để cho các bạn nắm bắt được. Về phần
định vị cột. À, về phần móng của công trình thì hiện nay công trình đang sử dụng là móng băng các bạn nhé. Nếu các bạn nào đồi núi thì các bạn nên sử dụng móng đơn, còn công trình lần này bên mình đang thiết kế là móng băng. Đó, đây là các giải móng băng. À, đây là các cái phần liên quan đến tường, tường thu hồi, đây là rằng chống thấm. Đấy, và chúng ta sẽ có các cái chi tiết liên quan đến móng băng. Sắt đai bên dưới lớp giải thứ nhất là móng A phi 12A150, giải trên là phi 10A150 và chúng ta có sắt dầm 3 cây trên là bằng 3 cây phi 18, dưới là 3 cây phi 18 và chúng ta có thêm 2 cây kịp sườn là 2 cây phi 16, là quá chắc rồi các bạn nhá. Đấy, ăn thường thường thì những công trình mà dầm như này chúng ta không cần cặp sườn, gia chủ là mình đã bổ sung thêm cả cặp sườn cho các bạn. Thì phần thép cột thì chúng ta có là phi 16 ạ. Chúng ta sẽ điểm qua tiếp. Đây là phần hồng kê thêm móng và đến cường dở thép cột ra xem sao. Thép cột công trình hiện nay bên mình đang sử dụng là 4 phi 16 các bạn nhé, tất cả là phi 16 hết. Sắt dầm, đây là các bảng dầm. Dầm của nhà này thì là dầm 350, nhô ra bên ngoài sảnh là dầm 600. Sắt đai là sắt mái là A150. Đấy, đây là phần bản vẽ về phần kiến trúc thôi. Phần kết cấu, phần điện, phần nước nữa. Tất cả các bản vẽ phần điện, phần nước cũng đều đầy đủ hết cho các bạn. Vì là hồ sơ chi tiết nên là mọi thứ nó sẽ rất là đầy đủ. Cường sẽ dở luôn vào cái móng mái đấy, phần trần bóng ổ cắm đều có hết, phần nước như thế nào thì đều có hết cho các bạn để cho các bạn nắm bắt được. Thì vừa rồi là bên mình đã chia sẻ cho các bạn về cái bộ hồ sơ bản vẽ của nhà anh Lê Văn Bắc ở Nông Cống, xã Tiến Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Bất cứ một cái công ở tỉnh nào, ở huyện nào ở trên Việt Nam này thì đều có công trình của HCG. Các bạn có thể tới trực tiếp các huyện của các bạn để trải nghiệm những công trình của HCG tư vấn thiết kế cho các quý chủ tư ở trên 63 tỉnh thành. Một lần nữa tôi xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem và theo dõi video của trên kênh YouTube hồ sơ bản vẽ HCG. Tôi xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh để biết được những bộ hồ sơ mà áp dụng cho ngôi nhà mình tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.